Chào mọi người, chúng ta cùng quay trở lại với chứng khoán phái sinh và một vài cái nhận định và lưu ý cho bên chứng khoán cơ sở. Chúng ta có một phiên mà kéo xong rồi đạp, đạp xong rồi kéo ATC. Như vậy là nhà cái rõ ràng những nhịp mà thao túng tương đối gắt, đúng không? Thực tế là chúng ta có thể phân tích được những nhịp như vậy. Nó đều có những nhịp xác nhận nhá. Chúng ta sẽ cùng đi phân tích lại cái nhịp đánh ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta có một vị trí sọt ở vùng giá 11 đến 12.x, 10 đến 12, 11.x, chúng ta có sọt ở đó được. Lý do là sao? Chúng ta có cái gì ở đây chúng ta sọt được? Thứ nhất là buổi sáng chúng ta có, trước đó chúng ta có một vùng qua Quasimodo, đúng không? Quanh mức giá 11.x. Đó. Thứ hai là chúng ta ở đây Quasimodo có MPL. Đó, khi mà giá đi lên, đúng không? Có chốc giảm và trong quá trình đi xuống nó liên tục nó quét hai đầu ở đây, thì ở đây chính là MPL của chúng ta. Và khi mà giá có chốc xuống, giá quay trở lại MPL bằng gì đấy? Bằng cái nhịp mà hồi phục von nhỏ, và cái quãng đường hồi phục nó lâu hơn, đúng không? Thì chúng ta có thể sọt xuống. Và cái đoạn này lưu ý nhá, để mà an toàn chúng ta sẽ chờ break khỏi xuống tăng trước đó, xuống hồi tăng trước đó, đúng không? Thì chúng ta có điểm sọt ở vùng 0809 đấy, và chúng ta báo với nhau là chúng ta sẽ chờ đợi một nhịp này gãy kênh sọt xuống. Tuy nhiên là trong quá trình rơi xuống cái vùng nền bên dưới, chúng ta có gì, vẫn là cái vùng Quasimodo ở bên dưới cho phe buy, đúng không? Cho phe long, chúng ta lại long lên. Vậy là sau đó thì chúng ta có xác định được một vùng biên là gì, 04 đến 09.x. chúng ta chơi ở trong biên này trước khi mà đến phiên chiều xuất hiện một cây von bán tương đối mạnh, đúng không? Thì cây von này là cây von mình báo với mọi người là gì? Thực tế là gì? Trước 2 giờ chúng ta vẫn có thể chơi được trong biên 0409. Nhưng sau 2 giờ, nhớ là sau 2 giờ là chúng ta sẽ không được chơi ở biên đấy nữa. Đó, sau 2 giờ là một là nó sẽ đi lên đây có u tác sập xuống, hai là có sideways cuối lịt và đi xuống luôn. Đó, thì buổi chiều nay nó có một cây sideways cuối lịt này, von to này, breakout xuống và retest lại von nhỏ nhá. Sau đó thì cây này là cây xác nhận đạp xuống tiếp mọi người nhé, xác nhận đạp xuống tiếp. Thì sau cái cây đạp xuống tiếp này chúng ta sẽ đánh long đánh ở đâu? Chúng ta chỉ có long ở cái vùng Quasimodo ở vùng 93.x thôi, đúng không? Và view với mọi người là chúng ta có thể đánh một nhịp hồi ở đây, và lưu ý chỉ hồi đến 2:15 thôi. Đó, đây là mốc 2:15 này, hồi lên 98.x và chỉ hồi đến 2:15, lưu ý nhá. Rồi sau đó nếu 2:15 hồi yếu thì thị trường sẽ bị bán tiếp. Đó, view mọi người rồi. Thị trường bán tiếp thì ai mà đánh long hồi ở vùng 93 sẽ phải chốt 99, 6 điểm. Đó, thì 2:15 thì chúng ta thấy là gì? Tiếp tục nhịp bán xuống. Và chúng ta sẽ bán đến gần cuối phiên. Đến gần cuối phiên luôn. Và tại sao cuối phiên mình cho anh em đánh một lệnh long được ở cái mốc 90.x quanh vùng này, đúng không? Quanh cái vùng 90.x này, khi mà test ở gần cuối phiên ấy, chúng ta vẫn đánh được. Lý do nhá, thứ nhất là F1 nó về vùng hỗ trợ. Đó, nó về vùng hỗ trợ. Thứ hai là gì? H1 nó tạo ra phân kỳ, có tín hiệu tạo ra phân kỳ. Thứ ba là gì? Đạp von to nhưng mà giá không giảm. Có pin 3. Đó, thì đây là xuất hiện một tín hiệu đảo chiều. Xuất hiện một tín hiệu chiều và bên cơ sở không có tín hiệu đạp mạnh. Không có tín hiệu mà đạp quá mạnh, đúng không? Chỉ là những nhịp mà test đáy thôi. Test đáy mọi người chú ý nhá. Đây. VN30 về OB và nó có một cây hồi phục. Mọi người thấy không? Trước khi phái sinh nó quay trở lại test thì thằng VN30 nó hồi trước phái sinh rồi. Lý do tại sao mà mình quyết định cho anh em đánh một lệnh long ở vùng 90.x và cầm được vào ATC thì đây là lý do nhá. Thứ nhất, VN30 đánh về hỗ trợ và có hồi bật hồi trước F1 nhá, có bật hồi trước luôn. Đó, đánh ở đây là 14:21, đúng không? Anh em nhìn thấy không? 14:21 bắt đầu tạo đáy của VN30. Đó, và có một nhịp hồi phục lên thì thằng phái sinh lúc đó 14:24 nó mới bắt đầu có tín hiệu xác nhận tạo đáy ở đây, thì mình mới quyết định cho anh em là hồi long lên. Đó, thì đây là lý do nhá, để lý do. Rồi trước đó anh em thấy này, ở khung giờ 14:03 là đã có một cái nhịp mà cơ sở phái sinh đồng thuận là gì, rơi xuống, đúng không?
đồng thuận rơi xuống ở đợt đoạn này. Thì chúng ta nhớ là gì, chúng ta phải chờ 95, 93, 95 mới đánh được những nhịp bull back, đúng không? À, tuy nhiên là mình đang chờ đợi cái nhịp bull back này nó hồi lên cái vùng LPSI này, mình sọt xuống này, nhưng mà nó không hồi đây, rất rất khó sọt đây, tại vì SL mình để tương đối xa. Nếu như sọt ở vùng này, chúng ta phải để SL tận ở 0.6, nó rơi vào gần chục điểm cơ, chúng ta không thể nào để SL xa thế được, đúng không ạ? Thì vậy là gì, những cái nhịp này chúng ta chỉ có cái điểm sọt ngày hôm nay là khi nó test lại 0.6 này, test lại vần nhỏ và nó rơi thủng lại thì chúng ta có thể sọt luôn đó. Thì điểm này ngày hôm nay đây là cái điểm xác nhận có thể sọt luôn ở đây thôi, chúng ta có thể sọt luôn ở đây thôi, rơi xuống đúng không, chứ còn đoạn đoạn đây thì không có thể nào đi sọt đuổi đoạn này rồi, rất khó. Tại vì mọi người phải tưởng tượng là gì, ở những cái nhịp mà rút chân của bên cơ sở nó đánh rất nhanh, nếu như chúng ta sọt đuổi mà không kịp cài SL thì rất dễ nó có nhịp kéo chữ V đó. Kể cả buổi chiều vậy thôi, mọi người phải chốt lời báo mọi người đoạn này không nên long sọt đuổi, mọi người phải chốt lời là gì, chúng ta không thể là MTL sọt. Nếu như MTL là sọt ở cái vùng này thủng mà sọt thì chúng ta sẽ bị trôi lệnh ở tại vùng 90. Nếu như sọt 90 thì làm sao mà anh em chốt lời được, đúng không? Nó sẽ kéo ngược ngay đó, nên là đừng đánh breakout mà chúng ta sẽ chờ hồi lên để sọt đó. Hoặc là gì, khi xuống vùng hỗ trợ và có vùng key level và có những cái tín hiệu rút chân, đúng không ạ, rút chân và có những tín hiệu viết đây đảo chiều, chúng ta có thể long lên đó. Thì tất cả những cái nhịp ở bàn bàn chiều, phiên chiều đó, thì chúng ta sẽ quan sát cả trong phiên thôi, quan sát volume này, volume đấy, rõ ràng volume bán cao nhất phiên này, bán gia tăng thì rõ ràng đây tín hiệu của sai quyết định, thì chúng ta sẽ canh canh phải đạp xuống những vùng cầu thật khỏe. Có những nhịp mà đảo chiều thì chúng ta mới đánh được long lên, chúng ta không thể bắt giữa chừng, nhớ chứ, không thể bắt được giữa chừng ở đây. Chúng ta sẽ chờ những cây pin 3 đây này, đó thì có thể đánh hồi hoặc là có những vùng hỗ trợ mạnh, đúng không? Vào tham phim nhỏ hơn chúng ta có thể là nhìn đẹp hơn, đúng không? Ví dụ như là M1 này, em có thể là quanh quanh 95 này đánh hồi lên được thoải mái, những đoạn này bull back được, những cây này bull back lên được, rồi những cây mà tiếp tục rơi xuống sọt, đúng không? Ở những cái nhịp mà gì gãy kênh sau đó test lại LPT và rơi xuống, thì những nhịp này kết hợp IMA 10-15 thì có thể sọt xuống được. Sọt xuống được thì stop loss lúc đó, thì ví dụ anh em sọt 0.6 thì stop loss để trên cái cụm này thì rất an toàn, để ở trên 0.9x đúng không? Chứ còn nếu như chúng ta sọt ở cái vùng giá 94, 95, 96, 97 gì quanh quanh đây, rất khó để chúng ta cài SL lên tít cây 05 rất là xa. Bình thường những cái nhịp chúng ta để SL khoảng 3 điểm thôi, để SL tận 10 điểm thì khá là xa, nên là gì chúng ta sẽ không, những cái nhịp cuối phiên không có vị, không có cái điểm mà cho sọt đẹp nhé, chứ không phải chúng ta không view ra sọt đó. Và ngày hôm nay đánh một nhịp long ở cuối phiên thì có phân tích rồi nhá, mọi người cần chú ý là những nhịp này rất dễ là có nhịp phục hồi, và nhà cái dạo gần đây thì rất thích câu chuyện là hồi ở trong AT CATO nhá, cẩn trọng. Rồi bên cơ sở thì sao, chúng ta có một phiên test đáy, phiên test đáy này thì có những cổ phiếu khỏe thì nó vẫn đóng xanh đó đúng không, có những cổ phiếu yếu thì nó tiếp tục nó giảm điểm. Và anh em lưu ý là gì, giai đoạn này giai đoạn T cộng thôi, về những vùng hỗ trợ này trong ngày mai đó, chỉ là những nhịp, và ví dụ nếu như hồi phục lên đây, bull back lên đây thì chúng ta sọt xuống, và cái vùng này thì đâu đó nó có thể mọi người chú ý nhá, nó có thể giằng co khoảng tầm 2 tuần ở đây trước khi gãy gãy về đây. Và cái nhịp này thì view là gì, nó sẽ về đâu đó khoảng 1.000 đến 1.030 về hẳn đây. Lưu ý nhá, nó về hẳn đây đó. Thì những cái vùng này là những vùng mà chúng ta chỉ có T cộng thôi, nhớ là chỉ có T cộng thôi, và manh nha là khoảng tầm 1 tháng sau, cuối tháng 5 chúng ta sẽ có những nhịp mà tạo đáy của bên cơ sở, chúng ta sẽ đánh một con sóng dài hơn, có thể tạo đáy trung hạn hoặc có thể là gì, có những phiên bùng nổ theo đà ở đây, tạo đáy và bùng nổ theo đà, và chúng ta sẽ đánh khoảng tầm 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng ta có thể chơi. À, có thể là nếu như tạo được đáy trung hạn đây thì quá tuyệt vời, có những cơ hội lớn hơn đó. Chứ còn trước mắt chỉ là những nhịp cơ cấu, nhớ là chỉ là cơ cấu T0 T cộng, nếu chưa ai kẹt hàng đúng không, dù mình không kẹt thì đánh canh tỷ trọng nhỏ, đánh T cộng ở những nhịp này, đánh T cộng thoải mái nhá, T cộng thoải mái đây. Còn giải ngân sâu hơn trung hạn chúng ta sẽ phải chờ những vùng muộn
10x sẽ về 10x đấy nhá mọi người, không tạo được đáy ở ngay đây đâu. Những nhịp hồi luôn là những nhịp bull trap, lưu ý nhá. Rồi quay trở lại xem, chúng ta có một vài cổ phiếu như LHA này, những cổ phiếu mà về vùng nền sẽ có những nhịp hồi phục, có thể đánh T cộng được. Và nhịp hồi phục này cứ về những vùng OB, SNR là chúng ta sẽ phải cơ cấu đánh T cộng thôi, đúng không? Chúng ta đừng tham vùng gap này. Vùng gap này sau này sẽ lấp nhưng hiện tại rất khó lấp luôn. Thì chúng ta chờ đợi thêm T cộng ở đây thôi. Còn sau này thì tất nhiên rồi, rũ bỏ sâu, sập về những vùng này thì chúng ta sẽ đánh lên đây. Nhưng ít ít nhất T cộng những vùng này chúng ta sẽ quan sát. Rồi. VGS hôm nay cổ phiếu VGS, những cổ phiếu dòng thép bị đạp mạnh đạp sàn đúng không? Thì đây là những von bán tổ chức bán những nhịp mà về vùng nền này cũng chỉ đánh T thôi đúng không? Quanh vùng giá 21.x về đây đánh T thôi. Nhớ nhá, chúng ta sẽ đánh T thôi. Đó, chúng ta tất cả những cổ phiếu dòng thép ngày hôm nay bị đạp đạp khá sâu. Ngày hôm nay có một cổ phiếu dòng P chính là gì? PVP, chúng ta sẽ kỳ vọng là con này nó sẽ hấp thụ được cái nhịp xấu của bên cơ sở và nó có thể là đi lên được. Chỉ có một con này thì tương đối khỏe. Thế tất nhiên rồi, nếu như thủng vùng nền này thì chúng ta đứng ngoài đúng không? Thì vùng mua vẫn an toàn vẫn là vùng quanh giá 14.x, quanh vùng sát bên dưới này. Đó, chúng ta có thể chơi, ít nhất sẽ chơi T. Có thể cổ phiếu không đi lên được mạnh nhưng chúng ta có thể chơi T cộng được nhá, chơi T cộng được. Đó, còn những cổ phiếu khác chúng ta sẽ cần phải chờ, cần chờ. Ví dụ SHS đúng không? Những vùng nền bên dưới này đánh T cộng. Cho không được mua đuổi, nhớ là không được mua đuổi cổ phiếu nhá. Giai đoạn này chúng ta sẽ không được FOMO, không được mua đuổi. Nó ví dụ MBS về vùng nền này giai đoạn sắp tới, cổ phiếu bị đạp về đây, chúng ta có thể chơi T quanh cái mốc nền cũ 22, 23. Cân nhắc nhá, có thể chơi những cổ phiếu này, VCI, những cổ phiếu mà về vùng nền này này. Chúng ta sẽ chơi T cộng được, chơi T cộng thôi. Sau đó để chờ đợi thêm những cái vùng bias mới nhá. Nhìn chung thì banh thì gãy rồi đúng không? Banh thì những cổ phiếu nó bị gãy rồi. Những cái vùng giá như vùng vùng này SNR có hồi phục lên đây cũng là những nhịp mà bị bán xuống thôi. Đúng không? Như vậy là banh chúng ta sẽ chờ đợi những nhịp hồi phục của phái sinh. Đó, những nhịp big long hồi phục, big long ở đây là big long hồi phục thôi. Đó. Trong những xu hướng giảm mạnh vẫn có big long của phái sinh. Lưu ý nhá, chúng ta có thể long được 40, 50, 60 điểm. Sau đó thì chúng ta sẽ hứng chịu những cái con lên ngày giảm 70 và 80 điểm. Lưu ý là chúng ta sẽ có những nhịp hồi phục khi banh nó về hỗ trợ. Về những vùng đỉnh cũ này, hỗ trợ này. Có hồi, nhưng mà nhớ là sẽ có những phiên tiếp tục giảm sàn. Đó, và đáo hạn phái sinh tháng này nhà cá họ vẫn cầm sọt. Hồi lên chỉ là những nhịp hồi kỹ thuật thôi, hồi lên gom sọt tiếp và bán xuống. Lưu ý thì tất nhiên rồi, thị trường mà có thể là điều kiện gì đó tạo đáy được ở đây thì sao, chúng ta cũng không làm ngoài những cái plan như thế, nhưng mà cái cửa mà tạo đáy được ở đó thì nó thấp, mọi người chú ý nhá. Và trend thì vẫn ưu tiên canh canh hồi sọt cho phái sinh. Rồi quay trở lại một chút về xu hướng 2 time frame của phái sinh. Xu hướng này đang xuống giảm đúng không, xuống giảm giá động dưới ZI nằm dưới 50. Thứ hai là gì? Chúng ta có những vùng SNR chính là vùng chặt ngày ở đây. Thì chặt ngày có hồi lên đây cũng là vùng mà chúng ta sẽ bán xuống quanh mốc giá 24 27. Nếu như sâu hơn thì có thể là gì? Trên vùng 4x là vẫn là những nhịp bán xuống của chặt ngày thôi, và những lưu ý chặt ngày bán xuống thì tương đối mạnh. Và chúng ta có một nhịp hồi ngắn hạn ở cùng ngày quanh cái mốc này 75 đến 81. Chúng ta có thể canh hồi ở đây. Đó, cái những nhịp lên đây bán xuống 75 81 có những nhịp mà hồi phục đây, ngắn hạn ở đây xong rồi sập xuống tiếp, đúng không? Chắc ngày giảm, H4 giảm. H4 có manh nha, đó, manh nha phân kỳ đây. Có thể nhá, lưu ý là có thể chúng ta có một cái phân kỳ tam đoạn ở đây. Hồi phục lên đây sau đó thì bán xuống tiếp. Đó thì cái mốc của H4 chính là cái cụm inside bar này. OB quanh mốc giá 75 đến vùng giá 81. Chúng ta có thể chia vùng ra, đúng không? Vùng biên dưới 75 77, vùng biên trên 80 81, SL khoảng tầm 2 giá mỗi vùng, có thể đánh những nhịp long long hồi phục. Và cái nhịp hồi phục này lưu ý chúng ta có mốc này này. Đây chính là mốc 11.x. Đúng không? 11 13 này. Đây nhá. 11 13. Đấy là những vùng cản, có thể lên trên về chúng ta quản trị vốn.
Wow, những cái mốc phá qua như mốc 2224 chính là những mốc mà chúng ta có thể thả mình lên trên vùng đó và sọt xuống tiếp. Rồi H4 này. Giá vẫn nằm dưới M20. Rồi, cứ lên test M20, vùng 3x là chúng ta sọt xuống cho H4. Rồi H1 xuống giảm. Có một cây rút chân. Cây rút chân này thì nó vẫn nằm ở giá nó vẫn đóng ở trên cái vùng giằng co ngày hôm nay. Sau đó sập mạnh xuống thì vùng 0409 vẫn là vùng mà chúng ta có thể tham mình nhịp sọt scalp xuống này. M20 quanh vùng 0809 sọt xuống và biên trên này quanh vùng 2x đó kéo xuống ngày mai nó một vài cây kéo xuống thì chúng ta vẫn có thể sọt ở trên này xuống thôi. Quanh vùng giá 24 27 chúng ta sẽ tham mình sọt xuống cho H1 nhá. M15 giá tạo ra một cái xu hướng rơi đi ngang rồi. Giá hồi lên vùng này sọt xuống. Rõ ràng cái vùng giá 06 đến 09 chúng ta vẫn tham mình sọt xuống cho ngày mai. Đúng không? Nếu như mà giá vượt qua gì test lại vào nhỏ chúng ta mới long được vùng này. Nhưng mà rõ ràng thì cấu trúc thị trường vẫn là cấu trúc rơi đi ngang, rơi xuống. Thì vùng này chính là vùng supply chúng ta sọt xuống. Đó, chúng ta sọt xuống ở vùng này. Và chúng ta chỉ long lại khi mà giá đóng vụt mạnh lên vào một cây ma dù tương đối mạnh và có dòng tiền tham gia vào thì chúng ta mới long hồi. Đó, còn hiện tại những vùng này chúng ta sẽ gành bán xuống. Như vậy là gì? Chúng ta có một mốc cản gần nhất là vùng 05 đến 06 có thể canh sọt. Và nó cũng tương ứng với một cái nhịp mà mở gap ngày hôm trước đúng không? Thì ngày hôm nay đó, mở gap thì quanh mốc giá 05.x đến 006 này. Ngày mai 0406 này chúng ta sẽ vẫn tham minh sọt được ở phiên sáng. Nếu như ATO mở gap lên đây luôn thì chúng ta có thể xem xét những nhịp điều chỉnh và giá sẽ tạo biên từ 98 đến 04. Đó, thì manh nha chúng ta sẽ đánh một cái nhịp mà tạo đáy đi sideways ở đây. Đó, nếu như bất ngờ ngày mai mở gap tăng up lên 10 điểm nữa thì sao? Lên vùng 09 luôn thì sao? Chúng ta sẽ chờ test lại 0405 chúng ta có thể là canh long đi lên đúng không? Thì nếu như một cái nhịp mà nhà cái họ đánh hồi phục luôn thì chúng ta sẽ chờ những mốc nào chúng ta tham mình sọt. Vẫn là mốc giá 09 này. Mốc giá 13 15 SL 168 sọt thì những cái mốc này nếu như mà dòng tiền họ vào banh họ đánh hồi kéo hồi nó tạo ra chạm thì chúng ta sẽ chốt lời ngắn những nhịp sọt và chúng ta sẽ đánh sideways up đến vùng 2x và xa hơn có thể là vùng vùng 4x nó quét luôn cả tháng 3 34 này quét luôn thanh khoản đây sau đó thì 4x chúng ta tìm sọt chen xuống và nhịp sọt chen chúng ta sẽ nuôi dài đó. Còn nếu như ngày mai mà ATO nó mở ra gap quanh quanh vùng này thôi đúng không? Từ 04 thì chúng ta sẽ đánh sọt từ 04 05 xuống. Sau đó thì đánh long được từ cái vùng biên dưới là vùng 91 93 đi lên. Đó, chúng ta sẽ đánh sideways tích điểm giống như buổi sáng ngày hôm nay chúng ta có một biên TR ở đây tích điểm. Rồi nếu như thị trường mà quay trở lại giảm điểm và sọt thì chúng ta sẽ long được vùng 80 81 và một cái vùng nhớ là vùng 7 70 75 và vùng 60 61 chính là những vùng đấy. Chúng ta sẽ có thể là canh long được. Nhớ là cái SL khoảng 2 điểm 3 điểm mỗi vùng nhá. Đó thì ngày hôm nay chúng ta có một TR phân phối ở đây. Đó thì TR này đóng vai trò là vùng cung cho ngày mai 04 05 cạnh dưới 10 đến 12 cạnh trên chính là những mốc chúng ta sẽ sọt xuống được nhá. Chi tiết lệnh thì sẽ có trong Zoom Zalo và Zoom khách hàng, mọi người lưu ý. Giai đoạn này giai đoạn mà cơ sở rất nhạy cảm, cẩn trọng những nhịp bắt đáy nhá. Chia vốn nhỏ nếu như muốn đánh T cộng ở những vùng key level. Còn vẫn chủ yếu chúng ta sẽ đứng ngoài và chờ đợi những nhịp hồi phục để sọt phái sinh và canh canh cuối tháng 5 chúng ta sẽ đánh cơ sở đúng không? Còn hiện tại những nhịp đi xuống sẽ có những nhịp hồi kỹ thuật thôi và những nhịp đó thì chúng ta sẽ đánh T cộng với tỷ trọng nhỏ thôi nhé.